Xin chào thầy cùng các bạn. Cô Minh xin trả bài tập ngày 5 tháng 11 năm 2023. Bài tập thứ nhất là ghi nhớ 80 số ngẫu nhiên. Cô Minh xin đọc. 6004 0416 5480 0567 1543 01 79 95 75 90 04 64 69 03 10 59 98 46 78 49 65 09 61 99 42 71 51 90 90 12 03 19 16 và 10 40. Bài tập thứ hai là ghi nhớ 20 từ khóa ngẫu nhiên. 1. Sự thú vị. 2. Cục tính. 3. Túi. 4. Cá cháo. 5. Ưu điểm chung. 6. Biểu cảm. 7. Gương. 8. Sở trường. 9. Nhận xanh. 10. Diếp cá. 11. Tự chịu trách nhiệm. 12. Cá diều vạch bạc. 13. Liên hiệp Anh. 14. Hồi hải mã. 15. Lỗ danh. 16. Dạp xiếc. 17. Móng vuốt. 18. Ngọc bích cứng. 19. Chạy trọt. 20. Bóng nẻ. Cô Minh xin đọc ngược lại. 20. Bóng nẻ. 19. Chạy trọt. 18. Ngọc bích cứng. 17. Móng vuốt. 16. Dạp xiếc. 15. Lỗ danh. 14. Hồi hải mã. 13. Liên hiệp Anh. 12. Cá diều vạch bạc. 11. Tự chịu trách nhiệm. 10. Diếp cá. 9. Nhặng xanh. 8. Sở trường. 7. Gương. 6. Biểu cảm. 5. Ưu điểm chung. 4. Cá cháo. 3. Túi. 2. Cục tính. 1. Sự thú vị. Bài tập thứ 3 là ghi nhớ 90 số nhị phân. 000 100 100 000 000 000 111 111 100 010 010 111 010 010 101 011 011 100 000 010 010 111 010 011 111 010 110 101 110 100. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.